nước lụt gà đậm đà siêu ngọt luôn. Rồi cái này là biết cái gì không? Mayonnaise nè, để bà chủ lấy mayonnaise ra nè. Dạ, mayonnaise thôi cho bà chủ lấy mayonnaise. Đây. Ngon á. Mayonnaise làm từ trứng á đúng không bạn? Đánh trứng lên á. Có thể ăn với rau củ quả nè. À. Rắc chơi cho mọi người thấy nha. Ăn cái béo ngon á. Rồi. Ăn với bà chủ sẽ bảo quản trong lạnh nha, chứ không có hư. Rồi, sau đó bà chủ sẽ giới thiệu con gà. Con gà này 1 kg, 130 1 kg. Nè, bên trong có hành nè, nãy nóng á. Để hành vô cho nó chín cái hành luôn nè. Bà chủ sẽ xé cái đùi gà ra nha. Xong bà chủ sẽ ăn với muối nè, nhìn thấy muối không? Muối lá, muối rau răm nè, bà sẽ chủ sẽ cắn vô nha. Đó, cắn cái rồi cho mọi người thấy không? Ngon lắm. Gà gà tơ á. Rồi, ok.